Happy Thursday mọi người xin chào mọi người quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong làng hài cuộc sống Mỹ nha và trong video này để đáp lại tình cảm của mọi người ấy mình cũng đáp lại tình cảm của mọi người luôn và mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết một chủ đề đang nóng bỏng nhất hiện giờ mà nó sẽ tác động tới toàn bộ người dân Mỹ chúng ta mình tiên bố mạnh vậy đó cái này là mình đang nói chuyện cách rất nghiêm túc nha mọi người ok I'm very serious okay guys đó là tình hình nợ công cũng như là khả năng nước mỹ dở nợ hả khi mà nói tới vấn đề này có nhiều cô chú anh chị không tin đâu nhưng mà để mình nói với mọi người mới tin nếu như mà mọi người xem tin tức thời sự chính thống đó nha đó là những kênh truyền hình mọi người xem cái kênh nào cũng được hết nhưng mà gì những điều mà chính phủ mỹ người ta đang bàn thảo hiện giờ á <laughs> là cái chuyện mà quốc hội mỹ hay chính xác đảng Dân chủ họ đang bị bế tắc vì cái gói cứu trợ mấy ngàn tỷ đó ba ngàn năm trăm tỷ đúng không nhưng mà họ cũng đang tranh cãi cái việc mà nâng mức nợ công hay còn gọi là debt ceiling. Đây là cái mức trần nợ công. Tại vì sao? Hiện giờ nợ, công của nước Mỹ đã chạm ngưỡng cái mức trần nợ công rồi. Nó đã là 28.500 tỷ đô rồi. Mọi người tưởng tượng cái mức trần nợ công của Mỹ đang hiện giờ đang đây nó đã chạm ngưỡng rồi. Ngoại trừ trường hợp chính phủ Mỹ có thể nâng nó lên. Tức là nâng lên 3, 4, 50 ngàn tỷ gì đó. Tỷ đô la đấy nha mọi người. Thì khi đó nước Mỹ sẽ tiếp tục uh, trả nợ, trả tiền lời, trả trả góp cái nợ công đó thì uh, mọi thứ nó bình thường. Còn nếu không chính phủ Mỹ sẽ bị vỡ nợ. Ha, vỡ nợ, đồng nghĩa cái điều trước tiên đó là gì? Chính phủ Mỹ sẽ bị uh, đóng cửa tạm thời. Đóng cửa tạm thời thì như mình đã nói trong nhiều cái video cũng như là mọi người cũng đã từng trải nghiệm cái chuyện mà nước Mỹ đóng cửa rồi. Nếu mà cô chú anh chị ở trên nước Mỹ này uh, trước đây bao nhiêu năm rồi. <laughs> Nhưng mà cái chuyện mà nước Mỹ dở nợ là cái chuyện mà chưa từng có trong lịch sử mấy trăm năm của nước Mỹ Và với cái vị thế của nước Mỹ nó Nga mà nó bị dở nợ một cái Cho dù là ngắn hạn hay là dài hạn gì đó là coi như nó sẽ tác động nền kinh tế của toàn thế giới luôn Mà nó ảnh hưởng giữa cái lúc mà đại dịch của ông này đang hoành hành này Nó coi như sẽ tác động tất cả chúng ta hết Ok nếu như mà mọi người cá nhân chưa thấy mà có vẻ tin lắm này lại quay về cái tấm bản yêu thích của mình đây <laughs> okay. thông cảm cái chữ viết của mình nó hơi bị đẹp oh, ok mọi người chắc không đọc được cái chữ viết của mình đâu nhưng mà để mình cho mọi người để mình đọc cho mọi người trước đây nếu mà nước mỹ nợ công hiện giờ á nó bị vỡ nợ có nghĩa là sao có nghĩa là chính phủ mỹ hiện giờ trong cái tình huống mà nước Mỹ dở nợ nghe mình nói trong cái tình huống nước Mỹ dở nợ tại từ bây giờ cho tới ngày nước Mỹ dở nợ cho tới ngày chính phủ Mỹ cần phải hành động là cỡ còn có một tuần mấy nữa phải không nếu mà chính phủ Mỹ mà không có biện pháp gì hết để nước Mỹ dở nợ đi ok tưởng tượng tình huống vậy đi cho nó gay cắn một chút thì trong tình huống đó cái việc đầu tiên là cái gì nó giống như là nước Mỹ nói với thế giới là bây, bây giờ tôi hết tiền trả rồi Đúng không cái điều đầu tiên nó sẽ làm cho các nhà đầu tư các nhà đầu tư là gì là những chính phủ mỹ chúng ta quay lại cái câu chuyện nước mỹ nó quy động nợ công như thế nào nó bán trái phiếu à bán trái phiếu chính phủ đó thì những ngân hàng lớn những người dân bình thường cũng như định như đa số những quốc gia lớn trên thế giới khác nó mua nợ trái phiếu của chính phủ mỹ tại chứ nước mỹ mà nó rất là đảm bảo thì mỗi năm là gì chính phủ mỹ sẽ trả tiền lời cho mấy cái nước đó hả à, tại vì mấy nước đó là chủ nợ nói chung ai chủ nợ là mà sẽ được hưởng tiền lời mọi người cứ hiểu như vậy đi thì cái điều đầu tiên là gì chính phủ mỹ sẽ không có khả năng để mà thanh toán nợ không giống như là mọi người thiếu nợ mà mọi người không có thể trả nợ đúng hạn không có thể trả tiền lời á là mọi người đều đủ hiểu rồi đó thì những nước khác nó sẽ coi như mấy nhà đầu tư họ sẽ bỏ chạy hết không à, nhưng mà cái đó là cái chuyện mà về mà cỡ như là chứng khoán đồ hay là trái phiếu đồ này nó cao thâm quá đi bây giờ mình sẽ nói chuyện mà dân gian một chút ok nếu mà chính phủ Mỹ vợ nợ thì nó tác động gì tới người dân mỹ chúng ta nói chung không à, mọi người thấy cái chữ mình ghi hôm no money no no, no 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 đây cái điều đầu tiên á là dĩ nhiên nước mỹ đóng cửa tạm thời rồi đó cái điều được quan trọng thứ hai là gì? Mọi người thấy cái hàng thứ hai là no SSI, tức là những người nào mà ăn tiền trợ cấp ăn tiền bệnh, ăn tiền welfare, ăn tiền uh, hu, tiền uh, già gì này kia đều sẽ bị cắt tạm thời hết. Tại vì đơn giản chính phủ mà cái cái cái, cái tiền đó là ai cấp. Chính phủ mà mọi người thấy chính phủ dở nợ tức là tạm thời nó không thể cấp cái khoản tiền đó cho mọi người được. Phải chờ chính phủ điều chỉnh ngân sách không à, năng mức nợ công lên mở cửa trở lại thì khi đó nó mới cắt nhưng mà mọi người nghĩ xem một khi nó dở nợ thì để mà để mở cửa lại để mà mọi thứ nó nó, nó bình thường trở lại nó phải tốn ít nhất là dài từng lễ một tháng mấy hai tháng thời gian đúng không đó thì trong khoảng thời gian đó là cắt hết còn còn cái hàng thứ nhất này gì? no money to fed, uh, federal workers tức là gì tức là chính phủ mỹ cũng sẽ không có tiền để mà trả tiền nhân viên liên bang luôn Nhân viên liên bang là sao? Tại vì như mình đã nói rồi, tiểu bang nó có ngân sách của tiểu bang thành ra những người nào làm việc cho chính phủ tiểu bang thì ok, nhưng mà nhân viên liên bang chẳng hạn như là quân đội nè, cảnh sát FBI nè, hay là TSA tức là những người an ninh mà kiểm tra an ninh nó sân bay đó. Hay là nhân viên chính phủ làm việc cho tòa án liên bang hay là nhân viên công chức của chính phủ Mỹ đó nói chung là những người nào làm việc cho, cho trực tiếp cho chính phủ Mỹ là đều bị treo lương hết, treo lương tạm thời hết. À, còn cái việc nó là gì? Đây đây là hàng thứ ba nữa, công nhận đó nha. Rồi mình viết chữ mà mình muốn đọc không được luôn á. No tax refund, Ok, no tax refund có nghĩa là nó không trả tạm thời, iOS sẽ không có tiền để mà trả trả tiền thế là cho mọi người. Thì tính theo nghe thì có vẻ nó, nó mà nó chưa có kinh khủng lắm. Tại vì mình tin chắc là đa số cô chú anh chị đã được nhận tiền thác suy này đúng không? Nhưng mà khi mà nói về số liệu á Thì hiện giờ trên toàn nước Mỹ có cả 8 triệu mấy người Chưa có nhận được tiền thác suy Tức là 8 triệu mấy người đó họ phải tiếp tục chờ nữa Mà mọi người nhớ ở nước Mỹ chúng ta phải khai thế vào cỡ tháng 4 đúng không? Bình thường thì tháng 4 riêng cái đại dịch năm nay thì nó nó kéo dài cho một tháng nữa là tháng 5 Ok tính từ tháng 5 mà cho tới mà tới mà một tháng nữa hay tới khi nào mà nó mở cửa trở lại mọi thứ bình thường trở lại đó, là mọi người nghĩ nhiều khi là qua tới tháng 5 năm sau luôn đó mà thác suy phân đối với, đối với cô chú anh chị hay đối với những người anh chị nào mà mọi người đã có coi như là có dư giả chút đỉnh hay công an việc làm không có ảnh hưởng lắm hay là nhà cửa mọi người cũng không cần phải lo lắng lắm thì nó không có ảnh hưởng nhiều nhưng mà nếu như một một gia đình nào đó người ta khó khăn người ta ăn trợ cấp người ta nợ, nợ tiền nhà hay người ta thiếu trước hụt sau hay là người ta uh, bị thất nghiệp hay là người ta ốm đau gì đó thì mấy ngàn đô một gia đình mà từ cái tiền tax refund đó nó cũng là rất là hữu hữu ích nha mọi người à, đó là mọi người, phải chờ thêm nữa là mọi người thấy nó cũng khá là nguy hiểm cho mấy người đó rồi đó mà nếu mà như vậy mà cũng chơi nữa đó thì uh, nó sẽ ảnh hưởng một cái vấn đề mà chúng ta đang rất là quan tâm mà cô chú anh chị cũng đã cảm nhận được rồi đó là vấn đề gì đây đây là hàng ở dưới đây ah, inflation high unemployment đó ah, tức là nó sẽ dẫn tới là tỷ lệ thất nghiệp cao ah, tỷ lệ thất nghiệp cao có nghĩa là sao tại vì uh, nếu nếu mà trong trường hợp mà chính phủ Mỹ vợ nợ đó nha thì uh, các ngân hàng các cái doanh nghiệp nói chung nó phải vay tiền với một mức lãi suất cao hơn hiện giờ, hiểu không? Tại vì khi đó, <laughs> tại vì khi đó người ta phải vay qua hệ thống ngân hàng, hiểu không? người ta không có thể vay trực tiếp từ chính phủ Mỹ nữa, nói chung mấy ngân hàng lớn thôi, chứ không phải mấy ngân hàng con con. thì khi đó cái mức lãi suất nó sẽ tăng lên, mà doanh nghiệp nó phải vay tiền vô để nó kinh doanh với một cái lãi suất cao hơn, thì đồng nghĩa nó phải bán ra hàng quá với mức cao hơn nữa, đồng nghĩa cái vật giá nó sẽ tăng lên nữa mà như mọi người đã biết rồi đó bây giờ mọi thứ nó đã tăng rồi tức là nói cách khác có nghĩa là gì khi đó hàng quá từ hàng tiêu dùng hàng điện máy cho tới dịch vụ công cộng cho tới dịch vụ rồi cho tới gas xăng dầu nói chung là mọi thứ nó sẽ tăng hết nó không nó tăng bao nhiêu thì chưa biết tại vì hồi đó về nước mỹ chưa có vợ nợ thành nó không không biết chính xác nhưng mà nó sẽ tăng á mà chưa cái cái gì nó tăng như vậy á mà ngay lúc mà coi như là bao nhiêu cái nguồn tiền ở trên này nè, à, nó bị cắt thì đồng nghĩa với gì? Nó sẽ dẫn tới một cái gọi là nó sẽ tác động vô cùng lớn đối với nền kinh tế. Nó sẽ làm cho nhiều người sẽ bị mất việc. Tại vì mấy cái doanh nghiệp này nè, nó chỉ có thể duy trì sản xuất hoặc là mở rộng sản xuất với điều kiện nó phải bán được hàng. Mọi người xem nếu mà giá tăng hàng quá tăng trong khi người dân không có tiền để tiêu xài những cái dịch vụ, những cái sản phẩm đó thì dĩ nhiên nó sẽ không bán hàng doanh nghiệp nó sẽ không bán được hàng quá nhiều nó sẽ sa thải nhân viên nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng di truyền khác là gì sẽ nhiều người bị thất nghiệp và nhiều người lại không tiền trong khi á chính phủ lại không có tạm thời chưa có tiền để mà cấp tiền này tiền kia mọi người thấy nó sẽ tạo ra vô số vấn đề luôn ok vậy thì uh... <laughs> và nãy giờ mình xin tuyên bố là mình đang nói chuyện một cách nghiêm túc, mình không có hề câu view hay mình không có hề bị đặt gì đây. đây là cái tình huống đang nước Mỹ đang đối mặt nha. à còn về một cái tin vui nữa là gì kết nếu mà mọi người xem tới giây uh, phút này á thì mình sẽ cho mọi người uh, một cái tin vui là tại vì cái tác động nó quá trời lớn đi tác động mà cái, cái chuyện nước Mỹ giờ ở nợ nó quá trời lớn đi. À, nó chẳng những là ảnh hưởng tới toàn xã hội nước Mỹ mà nó ảnh hưởng cả thế giới luôn. nó có thể làm cung chuyển nền kinh tế của cả thế giới luôn thành ra mình tin chắc là chính phủ mỹ sẽ không để cho nước mỹ bị vỡ nợ đâu ok mình tin chắc là cái à, tuần tới là họ sẽ nâng cái mức nợ trần lên không nhiều lắm nhưng mà chắc cũng à, vài chục ngàn tỷ nữa thành ra dư sức là để mà cho nước mỹ hoạt động một cách rất là bình thường luôn á bởi vậy cái diễn cảnh mà nước mỹ vỡ nợ chắc, chắc chúng ta phải không, không, cần phải trải nghiệm đâu à finger cross ok thôi video đã dài xin chào tạm biệt mọi người nha bye bye